Hello, xin so các bạn đến với kênh Network của Phong Tuyên Hôm nay mình sẽ cập nhật tin tức liên quan đến vấn đề về KIC của Pnetwork Như vậy là đây là web chính của Pnetwork Bên team đã chính thức có một thông báo là yêu cầu tất cả những người đã KIC thành công Cố gắng trở thành người xác thực đợi KIC cho những Bioner đã nộp đơn KIC Cái việc này rất là quan trọng trong quá trình M&S của chúng ta khi mà chúng ta đã xe thành công thì chúng ta có một bước nữa đó là bước trở thành người xác thực KYC cho bên đất quật đây là một trong những bước là xác thực KYC chéo giữa các bill với nhau và những con bot của KYC khi mà chúng ta giúp cho những bill dưới hoàn thành các đơn KYC thì quá trình chuyển bi về viết của họ sẽ nhanh hơn rất là nhiều khi mà người ta đã KYC thành công thì bước tám là xanh bắt đầu chuyển qua bước chính cái bước chín xanh bước đã nhanh hơn tới quá trình mainnet của mạng bên sau đó mình sẽ nói về cái toàn bộ nội dung mà pico team đã nói trên trang web bên và nội dung của nó như sau trở thành người xác thực kec giải pháp kec gấp của bên rất quan trọng để tuân thủ các quy định và đảm bảo rằng tất cả những người tiên phong đều là những cá nhân thực sự duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái với yêu cầu KIC gần đây thời gian gia hạn và thời gian của nó cần có nhiều trình sát thực hơn để giúp giảm thời gian chờ đợi cho những người tiên phong đang chờ xác minh và tăng thông lượng của quá trình KIC khi hoàn thành công KIC hãy giúp KIC bước tới một mục tiêu mạng mở và cách trở thành người xác thực KIC có trách nhiệm trên quốc gia và khu vực của bạn và mời các đồng nghiệp tiên phong của bạn hoàn thành kec và tiến hành chuyển sang mainnet tốc độ và thông lượng tiến độ kec và di chuyển của một khu vực phụ thuộc vào tính có sản độ chính xác và công việc trách nhiệm dầu dài già của người xác thực có nguồn gốc và nguồn lực từ cộng đồng tham gia lực lượng để đẩy nhanh quá trình kec và di chuyển trong khu vực của bạn và nhận được b cho công việc của bạn Quan trọng nhất, hãy đảm bảo ưu tiên chính xác khi làm việc với tư cách là một người xác thực. Số lượng công việc được giao cho người xác thực liên quan tích cực đến hiệu suất tốt nhất của quá trình xác thực đó. Hệ thống làm chậm các bài tập hoặc thậm chí tạm dừng trạng thái của trình xác thực đã phát sinh nhiều điểm không chính xác, nhưng hiệu suất của nó dẫn đến nhiều nhiệm vụ đa nhiệm hơn. Số lượng công việc được giao dựa trên chất lượng không chỉ là số lượng Vậy ngay cả khi bạn đã mắc sai lầm trong những quá khứ, công việc nhất quán và chính xác sẽ xây dựng lại vị thế của bạn và tăng khối lượng công việc của bạn. Thật ra nếu gần đây bạn đã mắc rất nhiều trạng thái xác thực, hãy kiểm tra lại ứng dụng KEC và trạng thái của bạn có thể được khắc phục lại. Vì chúng tôi thường xuyên kiểm tra các thực toán mới có thể ảnh hưởng đến trạng thái của một số trên xác thực và làm triển khai sau này có thể khôi phục tất cả các trạng thái đó nếu bạn là người xác thực hãy, hãy duy trì độ chính xác hãy duy trì độ chính xác và đáng gốc của bạn nếu bạn không bây giờ là lớp để đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng và giúp bi tiến tới mộng mở trong năm nay khi tạo ra nhiều bi hơn thông qua việc xác thực của bạn vì đất quốc đạt mục tiêu chuyển sang mạng mở vào năm 2024 thì thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cụ thể và mục tiêu chiến lược như vậy là qua cái bản thông báo kec này thì rõ ràng tôi cô đã nêu ra một cái quan điểm là yêu cầu tất cả những người đã kc thành công hãy thực hiện quy trình và trở thành một thành viên xác thực kec của những biona khác trong khu vực của mình đấy nó nói rất rõ này khi bạn hoàn thành đơn KIC, bạn hãy tiến hành trở thành người xác thực KEC. đấy cho các quốc gia và khu vực của bạn tức là chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ tiến hành xác thực KEC cho những người Việt Nam tại sao như vậy bởi vì giấy tờ những của người Việt Nam thì người Việt Nam sẽ nhìn nhận dễ ra hơn ví dụ chúng ta ở Việt Nam nhưng mà chúng ta không thể nào mà hiểu được cái nội dung căn cứ công dân hay là cái sĩ số ID của nước Mỹ hoặc là một quốc gia nào đó ở châu phi vì mỗi quốc gia đều có cái một cái form cái trường riêng của mình quy định trong của nó do đó có việc mà bạn trở thành một người sẽ thực EC rất là quan trọng đối với những người trong khu vực của bạn khi mà chúng ta đã tham gia cái chính sách thực ec và xác thực thành công các đơn KEC thì chúng ta sẽ có một phần thưởng đó chính là nhận được bi cho công việc của bạn tức là nhận được bi sau khi bạn đã KEC thành công cho một bi owner nào đó trong khu vực của bạn các bạn sẽ làm đi và bi sẽ trả công của các bạn bằng bi đó chúng ta sẽ không làm không công đâu các bạn cứ yên tâm và cố gắng trở thành người xác thực bi nhé tức là cái này quan trọng nhất là đảm bảo ưu tiên độ chính xác khi làm việc với tư cách là người xác thực. Số lượng công việc được giao cho người xác thực sẽ khác nhau, nó tùy thuộc vào cái hiệu suất tối đa của người xác thực đó. Tức là sao? Tức là một người nào đó phê duyệt các đơn KEC đúng tỷ lệ thành công càng cao, 99% đến 100% thì khả năng của những người đó nhận được đơn KEC trong ngày hoặc trong tháng đó sẽ nhiều hơn đối với những người nào đó họ có những cái đơn cả ac thấp hơn ví dụ như 70 phần trăm năm phần trăm đấy như vậy điều này nó hiện là chúng ta phải thực hiện tốt những cái đơn cơ AC số lượng mà cái đơn cơ AC nó đến với cái áp của chúng ta nhiều ít nó dựa vào khả năng của chúng ta và kiến thức của chúng ta nữa chúng ta phải làm đúng chất lượng đối với cây xe đó thì chúng ta sẽ được nhận được nhiều cây xe sẽ sao để đạt được nhiều đơn cây xe hơn như vậy là qua thông báo này um, cô team đã cũng đã nói rõ về quá trình trở thành người xác thực KAC có hiện nay trở những người KAC đã xong rồi rất là nhiều nhưng mà những người đã trở thành những người xác thực đơn KAC rất là ít và không đáp ứng được cái yêu cầu của cơ Ví dụ bây giờ chúng ta có một triệu người đã hoàn thành đăng ký xe và chúng ta trở thành người xác thực KC của bên đất quận một triệu người xác thực đó sẽ xác thực cho một triệu người bio nơi khác thì sẽ có trở thành hai triệu người đã cai xe như vậy là hai triệu người đã cai xong rồi sẽ xác thực cho 2 triệu người KYC nữa thì chúng ta sẽ có 4 triệu người đã KYC. 4 triệu người KYC rồi thì chúng ta sẽ xác thực cho 4 triệu người KYC nữa. Thì chúng ta sẽ có 8 triệu người KYC. như vậy chỉ cần một người làm một đơn KYC thì sẽ nhân lên theo cấp số nhân của nó trong một thời gian rất ngắn có thể là một tuần, một tháng thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các đơn KYC còn tồn đạn trong cái kho lưu trữ của Bitcoin. Đấy. Rất là rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể cho mình một đăng ký kênh một like để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn.